Dạ em Hiếu sẽ đạp chiếc bãi. Kính chào các bạn đã quay trở lại với kênh của em các bạn ơi. Rồi thì mấy hôm nay em cũng lu bu công việc quá các bạn. Đó. Đó, em bận công việc nhà các bạn ơi. Đó. Tại vì nhà là ba em là mới bị giống như một con bệnh đột quỵ các bạn. Đó. Rất là tội các bạn ơi. Và mới vừa mất các bạn và vừa mới đưa ba về tới nơi ăn nghỉ cuối cùng rồi các bạn ơi. Thì mấy hôm nay có khách nào mà gọi em mua xe hoặc là chốt xe gì đó em không trả lời được các bạn. Rồi mấy nay em không có tinh thần mà tiếp các bạn ơi. Rồi hôm nay đã đưa ba về nơi ăn nghỉ rồi các bạn ơi, thì hôm nay là em lại tiếp tục là vào công việc các bạn. Rồi để giới thiệu cho các bạn vài xe nha. Đó, hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bạn vài xe và em sẽ giảm giá em bán nha các bạn. Đó, sẽ giảm giá và em bán hết nha các bạn ơi. Đây, đầu tiên là chiếc Canon Đeo nha. Chiếc Canon Đeo nha các bạn. Đó. Chiếc Canon Đeo dây âm sườn nha các bạn. Sườn nhôm và càng nhôm nha các bạn. Đó. Đây, tổng quan con xe. Đó, tổng quan con Canon Đeo màu đổi màu nè. Cái nào đổi là từ màu xanh qua màu tím các bạn, chạy ngoài nắng là nhìn rất là rõ nha. Đó, ở đây có cái gì nè. Đi gắn đi điện thoại hay gì đó. Chuông zin. Đó. Tay bấm xả. Bao tay zin theo xe. Tay bấm xả cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Đó. Em Canon Đeo này xài thắng dầu nha các bạn. Đây. Xài thắng dầu nha. Shimano Antus nha các bạn, rất mới nha. Shimano Antus rất mới. Cực kỳ mới luôn các bạn. Đây. Chén cổ FA nha các bạn ơi. Vỏ 732C. Đó. Niền nhôm nè các bạn. Niền đẹp lắm các bạn. À. Niền này là niền carbon các bạn ơi. Đó. Đây, con heo dầu này. Đó, heo dầu Techo nè. Rồi, cái dĩa nè, không mòn miếng nào luôn. Đùm các bạn. Tam inox sơn tinh điện, đùm nhôm, con khóa nhanh luôn. Đó, rất đẹp các bạn. Rồi, niền carbon nha, vỏ 732C, vỏ rất đẹp nha. Đó, vỏ rất đẹp các bạn. Đây, một em Canon Đeo các bạn, màu xanh tím đổi màu nha. Đó. Cái size này thì từ 1m65 nha các bạn, chạy được nha. Đây có dán tem gì nè. Đó. Rất đẹp nha. Bàn đạp zin theo xe, Canon Đeo nha các bạn. Con heo dầu ở đằng sau nè. Rất mới các bạn ơi. Cực kỳ mới nha. Đó. Tem mát Nhật Bản còn đầy đủ nha. À, tem kiểm định nè, còn đầy đủ nha. Xe rất mới nha. Cái size xe này size 4655 nha các bạn. 4657 các bạn ơi. Đó, hôm bữa là em bán 12 triệu các bạn, nhưng mà hôm nay thì em sẽ giảm giá các bạn ơi. Để em đang phải gom tiền để em lo cho ba các bạn. Đó. Đây, sẽ giảm giá em bán nha các bạn. Đó, một em Canon Đeo đổi màu, hai thắng dầu nha các bạn ơi. Rồi xe này bữa bán 12 thì hôm nay sẽ bán 9 thôi các bạn ơi, 9 triệu nha. Đó, bán lỗ cho các bạn luôn. 2 4 6 8 9 liếp nha các bạn. Đó, em Canon Đeo là 9 liếp nha. Shimano Antus dây sơn zin theo xe các bạn ơi. Đó, 9 liếp và hai dĩa các bạn. Chuyển dĩa cực kỳ đẹp luôn. Đi đan zin theo xe. Nó size này 1m65 chạy mới được nha các bạn. 1m65 trở lên nha. Rồi em bán 9 triệu nha các bạn. Dây thì dây âm sườn hết luôn nè. Dây âm sườn hết nha. Dây thắng, dây đề, clip âm sườn hết nha các bạn. Rồi, rất là gọn gàng. Canon Đeo. Đây. Canon Đeo đổi màu nha, rất đẹp. Yên zin theo sen, yên đẹp lắm các bạn. Đó, yên đẹp lắm, mềm lắm các bạn ơi. Bán 9 triệu các bạn. Các bạn quan tâm alo cho em nha. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là ông em này là một em Yan Contest nha các bạn. Một em Yan Contest nha các bạn. Rồi, size này size 40 51. Rồi, bữa em bán 10 triệu các bạn ơi. Thì hôm nay em bán cho các bạn 8 triệu nha. Đó, bán cho các bạn 8 triệu nha các bạn. Quan tâm thì alo cho em nha các bạn ơi. Đó. Bán cho bạn chiếc Yan 8 triệu luôn các bạn. Đó, vì lý do gia đình thì em sẽ thanh lý các bạn, thanh lý bớt để có tiền lo cho gia đình các bạn ơi. Đó. Đây lắc nha các bạn, đây đề lắc.
đây để lắc rất nhẹ nha các bạn. Đó. Shimano gì đây. Đó. Đây là Shimano Claris nha các bạn ơi. Đằng trước có phản quang trước nè. Đó, công tăng của Zan luôn các bạn. Chuông thì chuông zin luôn. Chuông zin nghe rất thanh nha. Đây, cái sườn à, sườn ngang. Đó, size này size S nha. Nguyên Zan hai contact nha các bạn. Sườn chéo. Đó, em Zan. Sườn nhôm. Càng nhôm nha các bạn ơi. Đó, vỏ 700 đây để em coi coi. Vỏ này là vỏ 725C nha các bạn. Đó, vỏ 725C. Đây. Các bạn thấy rõ không ạ? 25C đây. Đó, niền niền Zan luôn các bạn ơi. Niền Zan 2 tầng nha. Tâm inox sơn tĩnh điện các bạn, đùm nè. Khóa nhanh đầy đủ nha. Tem mát của Nhật kiểm định còn đầy đủ nha. Xe này em đã dọn rửa vệ sinh rồi các bạn ơi. Đó, rất đẹp nha. Mượn Zan hết mát à. Đây, đằng sau nè, vỏ nè. Vỏ Zan nha các bạn. 725C. Đó, niền thì SR3. Đó, SR3 trước sau nhôm 2 tầng. Tiếp theo em quay cái bộ truyền động đi các bạn ơi. Bộ truyền động của em Zan 2468 lít nha các bạn. Đó, một bộ truyền động 8 lít của Shimano Claris nha các bạn. Hai dĩa các bạn. Giò dĩa FSA rất là xịn nha. Chuyển dĩa này, cực kỳ mới luôn nha. Claris nha. Dây sơn zin theo xe các bạn. Rồi bán cho bạn 8 triệu luôn các bạn ơi. Đó. Chiều ngày hôm nay các bạn. Đó. 8 triệu nha. Rồi, cái size này thì 1.6 chạy được nha các bạn. Bạn quan tâm alo cho em nha. Chiếc tay công thể thao thương hiệu Zan 2 Contact nha các bạn. Yên zin theo xe này. Yên Contact nha các bạn. Rất đẹp. Xịn sò nha. Đó, bán 8 triệu các bạn ơi. Bạn quan tâm alo cho em. Số điện thoại em 0975158377. Đó cũng là số Zalo của em luôn các bạn ơi. Đó, hai con xe này bán giá rất rẻ các bạn. Hai con là một con Canon đeo đổi màu, 2 tháng dầu các bạn, 9 lít, 2 dĩa, zin nguyên con luôn, em bán 9 triệu, còn em Zan zin nguyên con luôn, còn rất đẹp luôn, lít sơn dĩa còn rất đẹp, bán 8 triệu nha. Rồi, các bạn quan tâm alo cho em nha các bạn ơi, em xin nhắc lại số điện thoại em 0975158377 nha. Rồi bây giờ em xin kính chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp các bạn những video clip sau nha các bạn ơi, xin chào.